Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Tiếp tục video hôm nay thì tôi sẽ review cái bộ điện của tôi cho anh em xem. Cái vấn đề có rất là nhiều anh em quan tâm về cái vấn đề mà áp bình sau khi lắp mạch cân bằng rồi mà áp bình nó vẫn lệch đó. Thì anh em thấy cái áp bình của tôi ở đây 14 V ha, 13.9 rồi 14.1 đó. Tôi lắp cái mạch cân bằng loại đắt tiền nhất hiện nay là 850.000 đó anh em à. Thì trong cái hệ thống bình của tôi là 20 cái bình xe điện Yamato, tôi lắp vừa song song vừa nối tiếp. Tuy nhiên là một cái này tôi lắp song song lại, đây nó có một hàng dây ha, và nối tiếp qua thì tính ở đây nó có 4 cái mà thôi nha. Đó, chứ không thể nào mà tính lẻ lẻ từng cái được, tại vì nguyên một cái hàng này đã đấu song song lại rồi thành một cái rồi, 5 cái thành một cái mà thôi. Thì đây á, có lắp mạch cân bằng nhưng mà cái áp bình này anh em thấy nó vẫn lệch. Bây giờ thì nó lệch ít đấy anh em à, tại vì hiện tại bây giờ trưa trời nắng bên ngoài thì tôi quay cái video này tầm khoảng 12 giờ trưa. Đó thì hiện tại bây giờ có cái sử dụng cái lượng điện nó khá là ít ha anh em. Đó thì ở đây cho anh em xem luôn cái lượng điện tiêu thụ của tôi đây. Có 238W thôi nha anh em, 238W. Như vậy ha. Đó, cái dòng sạc ở đây thì cái con này điều khiển là hai cái tấm pin Mỹ. Đó, hai cái tấm pin Mỹ hiện tại bây giờ đang vào bao nhiêu nha. Đây, hiện tại bây giờ nó đang thu về là 730W. 730W trên cái con sạc MPT Mạnh Quân này điều khiển 600W pin thì ở đây nó thu về 508W. 508W. Đó, với tổng hai cái công suất sạc bây giờ thì con bên đây xem cái dòng sạc nó bao nhiêu vậy. Cái dòng sạc nó có 390W, 390W cộng bên đây 500W tổng cái công suất quát sạc bây giờ vào cái pin này nó trên 800W, gần 900W mà anh em thấy cái pin nó vẫn lệch áp đó anh em, cái 39, cái 40, cái 41 đó. Như anh em thấy thì đối với 20 cái pin xe điện này mà chia ra 800W thì 800W chia ra mỗi cái nó ăn bao nhiêu nhỉ? Mỗi cái pin này nó ăn tầm khoảng 40W. 40W là với cái dòng sạc nó tầm là 1 phần 10 của pin, trên 1 phần 10 pin một chút, nhưng mà nó vẫn lệch áp. Đó, mà khi đêm về anh em mà tôi sử dụng thì nó cũng vẫn lệch áp rất là nhiều. Khi mà tôi chạy cái điều hòa, rồi có sử dụng tất cả các thiết bị điện trong gia đình, chẳng hạn như tổng công suất sử dụng vào thời điểm và ban đêm á nha, nó rơi vào tầm khoảng 1400W, nó vào đặt 1400W đó. Thì cái pin nó lệch áp là gần 1V luôn anh em à. Đó, nó lệch áp gần 1V. Trong khi đó tôi có lắp mạch cân bằng, mà trước khi tôi lắp cái hệ thống bình của tôi thì tôi đã câu song song hết cái hệ thống bình của tôi là nó tự cân bằng để nó bảo hòa với nhau. Tôi sạc pin hệ 12V song song rồi mình mới lắp nối tiếp lên, mình lắp mạch cân bằng đó, nhưng mà nó vẫn lệch áp, tại vì cái hệ nối tiếp lúc nào nó cũng lệch áp đó. Cái mạch cân bằng lúc nào nó cũng là căng hết anh em à. Có nhiều khi anh em lắp mạch cân bằng rồi mà anh em thấy vẫn thấy cái pin nó lệch áp thì anh em nói à, tại sao cái mạch cân đã pin lắp mạch cân bằng rồi mà anh em nói tại sao mà nó không điều áp đó, mà nó lại vẫn lệch áp đó. Cái mạch cân bằng nó không thể nào giải quyết được 100% cái vấn đề mà cái pin nó điều áp đó nha. Đó, nó chỉ là tương đối mà thôi. Nếu mà chúng ta không lắp mạch cân bằng thì nó lại áp lâu ngày vài tháng thì dẫn đến nó hư luôn cái pin đó. Tôi đã bị rồi, cặp pin vi sinh của tôi đó. Tôi chia sẻ rất là nhiều những cái video trên kênh Đam Mê Năng Lượng của tôi, rất nhiều anh em, nếu mà anh em đã xem, anh em đã theo dõi cái kênh của tôi mấy năm nay thì tôi không cần nói nhiều thì anh em đã hiểu rồi đó. Nhưng mà đặc biệt á, những anh em mới á, mấy tháng nay thì có những anh em mới xem cái kênh tôi thì anh em hay đặt ra cái câu hỏi, và đồng thời đó anh em cũng có mua mạch cân bằng về lắp thì anh em vẫn thấy nó cứ lệch áp. Thì mạch cân bằng lắp vào thì cái nguyên lý của mạch cân bằng anh em mà nó lấy cái bình áp cao nó sẽ sạc qua cái bình áp thấp đó, như thế nó lấy cái bình áp cao nó sạc qua bình áp thấp. Nhưng mà cái mạch cân bằng nó có cái dòng cân nhỏ mà thôi ha, nó có cái dòng cân nhỏ mà thôi. Những cái mạch trần nó có dòng cân từ 5 đến 10A, còn riêng cái mạch này thì nó có dòng cân từ 20A. Đó, nếu mà cái hệ thống điện của anh em mà lệch áp nặng thì mua cái mạch loại đắt tiền về sử dụng ha. Đó, nhưng mà nó căng, nó vẫn lệch áp. Thì ở đây cái mạch cân bằng nó có một cái đèn đỏ đỏ ở bên dưới, cái đèn xanh, xin lỗi, cái đèn xanh ở bên dưới lúc nào nó cũng cháy suốt 24/24. Đó, cái mạch cân bằng lúc nào nó cũng làm việc, nó cũng căng suốt 24/24 ha. Nếu mà cái bình của anh em lệch áp nặng quá ha, trước khi anh em lắp mạch cân bằng thì nếu mà anh em sử dụng hệ 24/48 thì anh em nên rã hay cái hệ bình ra, câu song song lại, sạc lại, và đồng thời nó xáo trộn cái bình. Ví dụ như anh em đang sử dụng nhiều cái bình giống như tôi vậy mà anh em chưa có lắp mạch cân bằng đó, mà anh em lại không có lắp những cái đồng hồ thế này nữa thì làm sao anh em biết được cái bình của mình nó lệch áp bao nhiêu đó. Ở đây thì tôi có bán những cái đồng hồ này 20.000 một cái đó ha, còn cái đồng hồ như thế này là 30.000 một cái đó. Thì mỗi một cái vậy, lắp một cái đồng hồ nó áp để biết được cái áp bình nó nằm bao nhiêu đó, để chúng ta dễ thuận tiện là theo dõi là cái bình chúng ta lệch áp như thế nào đó ha. Đó thì lắp mạch cân bằng là một cái ha, chứ mạch cân bằng nó không can thiệp được là bình nó điều áp được 100%, cái đó là tuyệt đối là không có nha. Đó,
Có nhiều khi á, nếu mà cái hệ thống bình của anh em á, ví dụ như là anh em sạc xả với cái dòng lớn á, thì đối với sạc xả với dòng lớn thì nó lệch áp rất là nhiều, một cái mạch cân bằng thì không thể nào nó căng kịp đâu anh em à. Đó. Nếu mà bình anh em lệch áp nặng ha, đó, lệch áp nặng qua mà anh em lắp một cái mạch cân bằng nó căng không kịp, cái mạch cân bằng lúc nào nó cũng căng với cái dòng cao thì sao? Thì dẫn đến là nó mau hỏng hóc cái mạch lắm anh em mà, nó mau hỏng hóc cái mạch ha. Đó. Tại vì cái mạch cân bằng á, cái bình lệch áp càng cao thì dòng căng nó càng lớn. Ha, cái dòng căng càng lớn thì nó dẫn đến là cái mạch nó nóng thì nó dễ gây hỏng hóc mạch hơn. Đó, nếu mà anh em mà sử dụng bình nhiều mà bình nó lệch áp nhiều, đó thì anh em nên rã cái bình ra, câu song song trở lại sạc bình hiệu 12V với dòng sạc nhỏ nhỏ thôi để cái bình nó bảo hòa với nhau và nó cân bằng. Và trước khi rã ra thì anh em phải để ý cái nào ở nằm ở vị trí nào. Đến khi anh em lắp vào thì anh em phải xáo trộn nó lại. Ví dụ như cái này hiện tại là ví dụ như cái này nằm ở bên đây. Đó, anh em đã tháo ra nằm bên đây, vị trí nằm chỗ này. Khi nào mà anh em tháo ra câu song song cân bằng lại rồi thì cái này anh em đổi vị trí nó qua ở điểm này, cái này đổi lên điểm này, đổi xáo trộn hết cái dàn bình của mình đó ha. Đó, làm như vậy thì nó lại cái hệ bình của mình đó, nó đỡ cái lệch áp nặng ha, và đồng thời nó sẽ ổn định hơn. Và tiếp đó nữa thì mình phải lắp một cái mạch cân bằng vào ha, để cho nó bảo vệ cái áp bình. Mạch cân bằng thì nguyên lý nó lấy cái áp cao nó sạc qua cái áp thấp ha, cái bình nào điện nhiều thì nó sạc qua cái bình có điện ít mà thôi. Nhưng mà đối với mạch cân bằng á, những cái mạch mà 24V hoặc 48V, cái mạch rẻ tiền á anh em, đó, mạch rẻ tiền thì đối với dòng căn nhỏ từ 5 đến 10A mà thôi. Đó, với dòng căn đó nếu mà nó lệch áp mà nhiều thì không thể nào nó căng kịp đâu đó ha. Rồi thì qua vài thông tin chia sẻ về cái vấn đề mà trong cái hệ thống điện của anh em á, những cái hệ bình câu nối tiếp á, thì lúc nào nó cũng phải lệch áp hết anh em à. Cho dù anh em có lắp mạch cân bằng, anh em lắp nhiều cỡ nào nhiều, nhưng mà cái lệch áp thì nó vẫn là lệch áp nha. Đó. Mà đặc biệt nhất ha, đặc biệt hơn là cái hệ thống bình của anh em mà câu nối tiếp á, những cái bình mới, bình cũ hoặc là bình to, bình nhỏ, cái đó mới là còn mệt nữa nha anh em. Đó. Những cái bình lớn, bình nhỏ hoặc là bình mới, bình cũ thì anh em sử dụng mạch cân bằng thật ra nó mau hư lắm. Tại vì lúc nào cái mạch cân bằng nó cũng căng với dòng lớn, nó hoạt động suốt 24/24, hình như nó căng suốt luôn. Với dòng căng lớn, đó, với dòng căng lớn thì sử dụng mạch thật sự ra mà nói á, thì anh em có thể là lắp, nếu mà lắp mạch rẻ tiền thì cũng có thể anh em lắp hai mạch. Còn không à, thôi anh em mua luôn cái mạch, cái loại 850 ngàn về lắp luôn cho cái hệ thống điện, cái hệ thống bình của mình nó bảo vệ cái bình của mình á. Nó thì cái mạch cân bằng như nãy giờ tôi đã nói rồi á, tôi vẫn lặp lại một cái nữa. Cái nguyên lý hoạt động của mạch cân bằng là tất nhiên á, cái mạch cân bằng nó lấy cái bình áp cao này nó sạc qua cái bình áp thấp bên đây nè. Ví dụ như cái bình này nó có điện áp là 14.1V, ở đây nó có cái bình này là 13.9V, thì tất nhiên nó lấy cái bình kinh bên 14.1V nó sẽ sạc qua cái bình 13.9V đó ha. Đó, nó là như vậy thôi, đơn giản là như vậy ha. Đó, nhưng mà đối với cái dòng sạc lớn và dòng xả lớn thì lúc nào cái bình đây nó ăn điện vào cũng nhiều hết trơn á, mà cái mạch cân bằng chúng ta nó lấy ví dụ như bên đây á, cái pin năng lượng nó sạc vào đây là 100W/giờ, mà cái mạch nó lấy bên đây có 2W/giờ, nó sạc ở đây là làm sao mà nó sạc kịp, đúng không? Kiểu là vậy đó, nên tôi nói ra cái vấn đề để cho anh em hiểu ha. Đó, có nhiều anh em họ đặt ra cái câu hỏi gọi điện trực tiếp với tôi á, tôi không có thời gian trả lời anh em, tôi không có thời gian nào mà trình bày anh em á cái vấn đề mà cái mạch cân bằng. Tại có rất là nhiều anh em hỏi lắp rồi mà nó vẫn cứ lệch 0.1, 0.2V. Có nhiều cái mạch cân bằng á, nó lệch áp là 0.1V hoặc là 0.2V thì nó không căng, lệch áp 0.3V đổ đi thì nó mới căng nha. Đó là như vậy nha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ với anh em tham khảo nha. Còn bây giờ tôi sẽ tạm dừng cái video này tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều đã dành thời gian ra xem video Kinh Đam Mê Năng Lượng. Nếu anh em thấy hữu ích thì đừng quên cho cái like. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng Kinh Đam Mê Năng Lượng nha. Còn nếu anh em nào có mua hàng, mua các cái sản phẩm bên năng lượng mặt trời thì hãy liên lạc với số điện thoại trên màn hình đó nha. Tôi sẽ hỗ trợ và trả lời cũng như là giải đáp các thắc mắc của anh em nêu ra. Rồi xin cảm ơn anh em nhiều nha.